Thôi để khênh xuống nào. Ê, lết nó ra đầu này xong rồi anh nghe chưa? Keng sẹo beng. Rồi. Em cứ tưởng là người ta tháo. Ông bảo chỉ cần bắt đù lon thôi mới đổ nhớt thôi mà. Không cần làm gì. Hồi diễn này không có ai chất. Không cần can luôn đấy. Có em đủ rồi của nó luôn. Chắc nhận nó phải rơi chứ. Này còn nắm tiền luôn đấy nhỉ. Nó ít lắm bốn. Rồi quá xa. Bảy củ. Ba 50 đi. Cái gì 50? Cái này chắc khói chỉnh mình quá. Bảy củ nhá. 7 triệu lên xe đây em ơi. Sao không căn, không đang rửa thế này. Căn một ít nữa. Kiểm tra như thế, còn trong nhà máy nó kiểm tra bằng camera không à? Cái ụ mới kiểm tra lại hết. Xem có gì trong đó không ạ? Ừ. Nó có rơ bi một viên bi nữa là nó chưa được. À. Còn viên nó không lúc lắc cái gì? Nhưng mà chặt đều chứ mình lắc cái tay sau lại cảm giác biết được. Cái này tất cả nó đã siết đánh dấu rồi này, cái này là đánh dấu cái gì vậy? Đánh dấu căn. Anh em ơi, bữa nay anh em mình đổ được 10 xe đất. Chưa được 2 triệu mà anh em mình mất 7 triệu rồi các bạn. Thay cái ủ mới luôn. Đấy, anh em mình làm đêm luôn các bạn. Đấy. Nguyên cái ủ luôn nha các bạn. Đồ cũ mình vứt trong bao hết. Nó bể, nó phá, không còn một cái gì xài được nhé các bạn. Còn mỗi cái vỏ xài được. Anh em mình lấy cái mới thay luôn. 10 xe đất được 2 triệu. Vậy anh em mình vẫn còn lỗ 5 triệu. Tại vì thay cái ủ kia mới là 7 triệu nhé các bạn. Tí nữa anh em mình tiến hành lắp ráp mai để chạy xe đất nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn. Thợ của anh em mình đây nha các bạn. Rất là siêng năng làm đêm. Cái này gọi là thợ hay không bằng hay thay đồ. Đấy. Sửa hay không bằng thay mới. Bằng thay mới à? Cậu này thì vừa sửa hay mà vừa thay mới. Nhà ba đời không ai sửa xe. Anh em xe nào hư dọc đường là cứ alo là có mặt liền. Có mặt liền nha các bạn. Đây. Tuyến đường Đắk Ru, Quảng Tín, Đắk Ngo. Đấy. Đời càng cao càng tốt. Đấy. Nhưng mà đừng xài điện nhiều quá bởi vì xài điện là dễ bị trả về nơi sản xuất lắm. Bạn này bạn quen dùng cơ rồi. Cơ. Là ví dụ cái đời nào mà từ 2001 đến 2005 là bạn này bạn đã không xài. Bạn thì xài 9 ít thôi. Này, kiểu mới. Các bạn xem anh em mình vận chuyển cái ủ này đến chỗ xe ben nha các bạn. Đấy, anh em mình có xe rùa rất là chất. Sửa luôn không bảy.
tắt cái này nó mới vào được giờ. Có cà phê uống thì là chất luôn. Ai đi mua mới quan trọng. Mày nhắc cà phê tôi chảy nước miếng. Bây giờ anh em mình thèm cà phê các bạn ạ. Chưa ăn tối luôn. Đây kìa, mấy càng xà beng đập thùng luôn. À, chơi môn đập thùng đúng không? Ừ, đập thùng không? Chứ giờ nhà thợ giỏi thì có thợ phá thì giờ mình chơi hệ thay đồ à, thay phụ tùng. Một chút nữa này các bạn được xem chiêu lấy ô gãy của Gara Hoàng Hưng nhé. Ừ. Ông thợ này rất là tài các bạn ạ. Nào kiếm tí mòi ốc Long Đền 14 luôn anh Linh. Mọi ốc bị gãy. Long Đền 14 hết luôn. Vâng nhá. Cho nó vào cho nó đủ Long Đền, lần sau nó vào đủ hết rồi.